Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất, đó là đã khởi tố vụ án mà người đàn ông mà nóng máu trong người đó các bạn. Điều khiển mà xe tải xúc mà đập nát các ô tô ở ngoài công trình mà có người ngồi trong xe luôn gây nguy hiểm á. Thì hôm nay là đã khởi tố như thế này. Khởi tố tài xế điều khiển xe máy xúc đập nát ô tô mặc dù có người ngồi trong xe. Kết quả giám định ban đầu, thiệt hại của hai xe ô tô nói trên là hơn 134 triệu đồng. Ngày 10 tháng 3, tin từ Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra ở Hàm Thuận Bắc với Đinh Văn Hoàng, 25 tuổi, ngụ ở tỉnh Kon Tum về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 2 điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định. Trước đó, Hoàng có mâu thuẫn trong sinh hoạt với Lê Trần Nhật Thành là thủ kho của công ty cổ phần đường New Sun thi công đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km thứ 212+700 xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. Chiều ngày 1 tháng 3, Hoàng điều khiển xe máy đào hiệu Kobeco XK250 dùng gạo múc đập liên tục từ hướng trên cao xuống khoảng 4 cái vào phía đầu cabin của xe có biển số 29H47753 mà ông Thành thường sử dụng đang đậu trước khu lán của ông Thành, làm xe tải biến dạng gần như bị cắt rời. Thời điểm trên ông Thành không có trong xe ô tô. Sau đó, Hoàng tiếp tục điều khiển xe máy đào tìm ông Thành nhưng không thấy, phát hiện xe bán tải 60C-12226 do ông Lại Phúc Lộc, nhân viên công ty New Sun lái. Hoàng điều khiển xe máy đào dùng gạo múc liên tiếp hướng từ tên xuống 2 cái vào phía ý trước đầu xe mang biển số 60C-12226. Rất may, Lộc hoảng sợ mở cửa xe thoát thân. Chiều tối cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tạm giữ Hoàng. Tại thời điểm, Hoàng cho rằng bị thủ kho chửi thề nên tức giận vẫn sẵn sàng bồi thường thiệt hại, xét nghiệm Hoàng âm tính với ma túy. Ban đầu, ban điều hành liên danh gói thầu XX04 đã có báo cáo cho ban quản lý dự án. Các bạn thấy không? Nhiều khi người ta, cái này vấn đề này tôi không binh ông Hoàng nha, nhưng mà có nhiều ông mà giống như chủ quản công trình với mấy người mà coi ấy, vô lý lắm. Thật sự cứ nghĩ ta đây có chức có quyền rồi ăn nói tin đầu tin cổ của nhân viên, nóng là phải gọi gặp ở lấy gạo xúc một chút cho đi luôn á. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho mấy người mà giống như ở cấp quản lý á, sau này biết mà không phải là cứ nhân viên mà tới nói gì nói đâu, bữa nào nó hốt cho than là thấy bà luôn đó. Mà nói chung thì cái gì nóng thì nóng, ông Hoàng ở đây ông cũng hơi sai đó. Bởi vậy chỉ cần giận quá mắt không lái gạt gạt cái cần có mấy phát mà phải đền hơn 134 triệu đồng á, thì có khi làm cả năm cũng chưa đủ đó. Nói chung thì đây cũng mấy cái gì cũng phải từ từ lại, ngồi uống miếng nước ăn bánh rồi nói chuyện với nhau chứ có đâu mà vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.